Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Bắt gặp khoảnh khắc Kim Lý tha hồ ăn mặc giản dị, bế con ngồi nghỉ ven đường khiến dân mạng thích thú. Mới đây, một khoảnh khắc cực đời thường của gia đình Kim Lý Hà Hồ được chia sẻ khiến cộng đồng mạng thi nhau bàn tán sôi nổi. Trong bức hình do một người qua đường chụp lại, Kim Lý và bà xã diện trang phục giản dị, mỗi người đang ôm một dốc tiền ngồi nghỉ ở ven đường. Theo chia sẻ, người này bắt gặp vợ chồng Hà Hồ khi đang đi bộ tập thể dục trên đường. Có vẻ như vợ chồng nữ nghệ sĩ cũng vừa đưa cho các con đi dạo. Cả hai diện quần áo hàng ngày, không trang điểm, trông hệt như những gia đình nhỏ bình thường khác. Ngay khi phát tán, bức hình đã nhận được sự chú ý bình luận sôi nổi từ phía cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi thích thú lạ lẫm với hình ảnh đời thường của cặp nghệ sĩ nổi tiếng. Số khác lại suýt xoa, cảm thán trước hạnh phúc của gia đình nhỏ. Vợ chồng tình cảm quá, từ khi yêu Kim Lý thấy Hồ Ngọc Hà giản dị hơn nhiều, cuộc sống chỉ cần đơn giản thế thôi là hạnh phúc lắm rồi. Nhìn vào bức hình, có thể thấy Hà Hồ rất nhanh lấy lại vóc dáng sau khi sinh. Thời gian gần đây, cặp đôi cũng thỉnh thoảng cùng các con xuất hiện trong các buổi gặp gỡ, hội ngộ với bạn bè nghệ sĩ và team phụ huynh có con cùng tuổi khác. Có thể thấy, dù giàu có hay nổi tiếng đến đâu, các cặp đôi nghệ sĩ vẫn là những người bình thường với một hạnh phúc giản dị bình yên bên gia đình như thế. Rõ ràng hình ảnh vợ chồng Hà Hồ sang chảnh hào nhoáng vẫn luôn ăn sâu vào ấn tượng của mọi người. Thế nhưng đôi khi sự xuất hiện gần gũi, đời thường thế này lại khiến khán giả càng thêm thích thú, yêu mến gia đình bé nhỏ của Hà Hồ biết mấy. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.